Các bạn hãy chú ý, tảng đá khổng lồ này, thế mà trong phút chốc lại có thể biến thành thể lỏng. Thì ra đây chính là tảng đá mà người ngoài hành tinh để lại. Nghe nói là dùng để đối phó với tộc dị nhân. Đội đặc vụ nghiên cứu đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể tìm ra quy luật vận hành của nó. Tuy nhiên, tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra, thì lại có một chuyện ngoài ý muốn. Có một hôm, Simon nhìn cánh cửa kính vẫn chưa được đóng chặt, vừa định tiến lên để đóng cửa, thì đột nhiên nữ đặc vụ Simon cứ thế mà biến mất không một chút tung tích. Lần này đúng là dọa chết bạn trai của Simon rồi. Cô ấy cứ như vậy mà biến mất sao? Chớp mắt đã một tháng trôi qua, tất cả đều cho rằng Simon đã rời khỏi thế gian này. Chỉ duy nhất người bạn trai tên Fish của cô ấy vẫn không muốn bỏ cuộc. Anh của lúc này chỉ vì để tìm ra một chút manh mối cuối cùng để tìm ra Simon, mà dám một mình xông vào căn cứ của xã hội đen, dùng một chiếc vây ly đựng vũ khí để giao dịch với ông trùm. Ông trùm thấy anh đúng là một kẻ không biết sống chết là gì, nên đã lấy ra một thứ để cùng Fish thực hiện cuộc giao dịch. Còn Fish cũng mở chiếc vây ly ra theo đúng lời hứa. Không ngờ lại là một thứ vũ khí chí mạng khiến con người hóa đá ngay lập tức. Tuy nhiên, ông trùm khi vừa mới cầm vũ khí lên đã cười một cách nham hiểm. Chỉ có tình yêu mới khiến con người trở nên ngu xuẩn như vậy. Để tôi thanh toán cho cậu nhé. Sau khi luồng sáng biến mất, Fish cầm theo thứ mình vừa lấy được, liều mạng chạy thoát khỏi đám xã hội đen. Fish sau khi về đến căn cứ liền mở nó ra. Nhưng khi vừa mở ra, bên trong chỉ có một hàng chữ cổ. Nó có nghĩa gì vậy? Cái chết, tiêu rồi, phải làm sao đây? Đây là manh mối cuối cùng để tìm ra Simon mà. Do quá bất lực, anh đã cầm súng xông thẳng vào nơi để tảng đá. Bắn vài phát, khiến cho cánh cửa bị khóa vỡ tung. Anh từ từ lại gần tảng đá, tuyệt vọng trút giận lên tảng đá khổng lồ. Mày cử động đi chứ. Anh lúc này chỉ muốn đập vỡ tảng đá, để nó có thể đưa anh đến gặp bạn gái. May mắn là các đặc vụ khác đã xuất hiện kịp thời, kéo Fish ra khỏi chỗ đó. Vào lúc các đặc vụ đóng cửa kính lại, tảng đá khổng lồ đã bị đánh thức.